Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Năm Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Cuộc hành hương đi bộ 5.000 cây số từ Paris đến Jerusalem. Hai cô gái đi bộ hơn 7 tháng từ Paris đến Jerusalem, không có một xu trong túi. Một cuộc hành hương tìm kiếm Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân, hầu hiểu biết thêm về tha nhân và về chính mình. Cuộc phiêu lưu bắt đầu từ Paris. Cô Camille DeVaux đã mơ ước dự án này trong tâm hồn từ khi cô mới 14 tuổi. Đó là một giấc mơ, ẩn giấu trong cô chưa bao giờ chia sẻ với ai. 3 năm trước cuộc hành trình, cô quyết định cho ba mẹ biết ước mơ của cô. Cô phải thuyết phục ba mẹ và nếu ba mẹ đồng ý cho cô thực hiện thì cô mới đi. Trong thời gian đó, Camille gặp Wilmette de Nordicote tại đại học. Cả hai rất hợp nhau, thế là tình bạn được nảy nở. Camille quyết định không nói với Wilmette bất cứ điều gì về dự án của cô cho đến khi họ cùng thuê một căn hộ và sau khi hoàn tất văn bằng đại học. Khi Camille chia sẻ với Wilmette, cô khám phá ra rằng cả hai đều có cùng một mơ ước. Trong lúc đó, tôi cũng đang tìm kiếm một cái gì tuyệt đối. Tôi khao khát tìm được Chúa. Ý tưởng về một cuộc hành hương được hình thành rõ nét qua một linh mục Jean-Louis Heveguini. Camille không nghi ngờ gì về chính mình. Cô quyết tâm khám phá lĩnh vực tâm linh. Nhưng dự án của cô chỉ ấp ủ trong lòng một mình cô, chứ chưa có một người thứ hai nào biết. Phải mất cả tuần, cô mới chia sẻ với cô bạn và họ quyết định cùng nhau khởi hành. Ngày 10 tháng 9 năm 2018, ngày họ khởi hành, họ đã hiệp dâng thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Paris lúc 8 giờ sáng. Cả hai nài xin các linh mục chúc lành cho ý định này và đồng hành với họ trong tâm tình cầu nguyện. Gia đình của hai cô cũng hiện diện trong thánh lễ, gồm 3 chị em Camille và 4 anh em của Wilmette. Ngày sau thánh lễ, hai cô đã lên đường trước những ánh mắt ngậm ngùi âu lo của những người thân yêu. Họ trải qua 4 ngày đầu tiên trong thành phố Paris, bàn bạc cùng nhau đâu là những điểm dừng chân trong lịch trình, tìm đến nhà của bạn bè và những người quen. Bắt đầu từ ngày thứ 5, họ đã mạo hiểm tới những nơi xa lạ. Họ không biết họ sẽ ngủ ở đâu đêm đó và mối lo nhất là họ không có một đồng xu dính túi. Wilmette nói, đây là một quyết định đầy sáng suốt và ý thức. Chúng tôi muốn tự mình giã từ mọi sự và trầm mình vào sự quan phòng yêu thương của Chúa. Vì chính Ngài là người đã gieo vào tâm hồn hai cô và hướng dẫn các cô thực hiện được cuộc hành trình này. Xa xa, họ trông thấy một lâu đài và tự nhủ. Nơi đây chắc chắn phải có nhiều phòng, hy vọng chủ nhân sẵn sàng tiếp đón các cô. Thế là các cô đã tiến về đó, đến trước cửa và bấm chuông. Cảm nghiệm sự khiêm hạ khi phải ngửa tay ăn xin. Đây mới chỉ là ngày thứ 5 và là lần đầu tiên hai cô phải khẩn khoản nài xin lòng hiếu khách từ một người hoàn toàn xa lạ. Những chân tình van xin của họ đã bị từ chối một cách lịch sự. Họ cảm nhận ra rằng thật nhục nhã khi phải ăn xin. Nhưng họ đã quyết tâm. Và không lúc nào họ nghĩ đến sự từ bỏ cuộc hành hương đi bộ này. Họ gõ một cánh cửa khác và cửa đã mở ra chào đón hai cô với một trái tim rộng mở. Theo Camille, họ đã học được rất nhiều từ những cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi lòng tốt của gia đình này. Đôi khi lòng tốt ẩn giấu tận đáy lòng chúng ta và phải được khơi dậy. Bà Veronica đã rộng mở cửa nhà đón họ. Thực tế, bà để hai cô ở nhà một mình vì bà đã có chương trình đi xem kịch hát đêm đó. Camille và Wilmette đã ổn định cho đêm nay. Sáng hôm sau, trong bữa sáng,
hai cô có thời gian để hiểu rõ hơn về bà chủ đã cho họ trú ngụ. Một buổi tối khác, sau khi băng qua Thụy Sĩ, qua dãy Alps của Ý, Slovenia và Croatia, họ đến được Bosnia Herzegovina. Ở đó, họ được chào đón bởi Pierre, một người Serb 80 tuổi, cặm cụi làm việc. Ông ta không biết tiếng nước ngoài. May mắn thay, con gái Slavika của ông biết một chút tiếng Anh, ít nhất đủ để hiểu nhau. Pierre đồng ý tiếp đón hai chúng tôi, Camille cho hay. Ông ấy dành cho chúng tôi một cái giường, và ngày hôm sau khi thức giấc, chúng tôi thấy ông ngủ trên đi văng vì đã nhường giường của mình cho chúng tôi. Tôi tự nghĩ trong trường hợp tôi, không biết tôi có thể làm được điều tương tự như thế hay không. Mùa đông Belkin. Ba của Willemette là một người lính. Ông ta đã cảnh báo hai cô về mùa đông khắc nghiệt mà họ có thể phải đối diện ở Belkin. Trong thời gian hành hương của họ, từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, nhiệt độ ôn hòa, không lạnh quá âm 12 độ. Nhưng đây là thời gian có nhiều cảnh quan đẹp đặc biệt. Willemette nhớ lại khi họ ở Bulgaria. Họ đã đi bộ trong tuyết giá suốt ngày, dù có nắng ấm mặt trời. Những phong cảnh trước mắt chúng tôi đã cho chúng tôi cảm hứng, chiêm ngắm và cảm tạ Thiên Chúa, đấng hóa công. Thổ Nhĩ Kỳ. Sự khác biệt về văn hóa có thể tự tạo ra những vấn đề cho hai cô. Vài đều ba lô nặng 10kg và một đôi giày tốt, cô Willemette chia sẻ. Không ai niềm nở với chúng tôi và cũng chẳng ai quan tâm tới sự an nguy của chúng tôi. Trái lại, họ còn bị cánh đàn ông nhìn họ với ánh mắt soi mói. Có thể họ nghĩ chúng tôi là những cô gái mại dâm. Nên chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận và không dám mỉm cười với những người mà chúng tôi gặp gỡ. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điểm khó khăn nhất trong cuộc hành trình của chúng tôi. Dù chúng tôi không ngừng trầm trồ khen ngợi trước những tòa nhà nguy nga phi thường, các giáo xứ nơi họ được chào đón. Đối diện với những lần bị từ chối thì hai cô cảm thấy lòng ấm áp khi được các giáo xứ rộng mở tiếp đón họ. Họ được các nhà thờ, các giáo xứ công giáo ở Pháp và ở Ý, các giáo xứ công giáo và tin lành ở Thụy Sĩ và các giáo xứ chính thống giáo tiếp đón họ. Mỗi lần tại các giáo xứ, chúng tôi thực sự học hỏi được các nền văn hóa khác nhau và lòng hiếu khách. Từ Serbia đến Hy Lạp, khi đối diện với khó khăn thông đạt bằng ngôn ngữ, khi tiếp xúc cá nhân với cá nhân, may mắn chúng tôi được các thượng phụ của chính thống viết cho chúng tôi những lá thư giới thiệu. Các vị nói về cuộc hành hương của chúng tôi, những lá thư này giống như một hộ chiếu giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng được chào đón tại các làng mạc của người Hồi giáo. Chúng tôi thường tìm đến nhà ông trưởng làng trước. Người ấy sẽ dàn xếp cho các cô hoặc giúp hai cô tìm kiếm phòng trọ trong cộng đồng. Trong 248 đêm ngày hành hương, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải cảnh ngủ đầu đường xó chợ bao giờ. Camille và Willemette chỉ có một cái điện thoại di động và đây là phương tiện duy nhất họ có để liên lạc với cha mẹ và gia đình, để thông tin cho gia đình được yên tâm về cuộc hành trình của họ. Càng đi, họ càng có thêm những người bạn mới, danh sách các số liên lạc trên điện thoại của họ nhiều thêm lên và các mối liên kết đó tạo ra những sự trợ lực liên tục. Trong một tin nhắn, Willemette nói: "Nhiều người đã chào đón chúng tôi và chúng tôi chân thành cảm ơn họ. Chúng tôi cố gắng làm như vậy dù có tốn phí thời gian. Những khi chúng tôi cảm thấy thất vọng thì những tin nhắn của những người này đã làm cho chúng tôi can đảm." Mỗi đêm hai cô thường kể về cuộc hành hương của họ cho những người đón tiếp họ. Camille trong đôi mắt ngấn lệ, nói tới những kỷ niệm khó quên. Họ có cả hàng trăm hình ảnh về các cuộc gặp gỡ và họ không quên một ai.
Những ngày dài đi bộ qua những cánh đồng và dọc theo các con đường, đi hành hương với một người bạn và dành 24 giờ mỗi ngày với nhau trong 7 tháng, có nghĩa là có những lúc bất đồng ý kiến với nhau. Kể từ khi bắt đầu vào ngày 10 tháng 9, họ có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn và khám phá thêm về bản thân người bạn. Willemette thừa nhận, tôi nhận ra niềm tự hào giữa chúng tôi, mặc dù thỉnh thoảng xảy ra một bất đồng nào đó. Chúng tôi đã tranh luận với nhau và bỏ qua nhiều cái ngớ ngẩn. Camille nhớ lại một trong những tranh cãi nặng lời và lố bịch xảy ra khi họ ở Ý. Chúng tôi phải quyết định nên lội qua sông hay đi qua cây cầu. Còn sông không sâu, nhưng bạn không nhìn thấy đáy. Một người trong vùng đã khuyên chúng tôi nên đi tới cây cầu mà qua. Điều phân vân là cây cầu cách đó 2 cây số mà Camille không muốn đi đường vòng. Còn Willemette thì khăng khăng phải đi qua bằng cây cầu vì đây là một quyết định khôn ngoan và an toàn. Họ cười khi kể lại giai thoại này và nhận ra rằng cuộc tranh cãi đó hoàn toàn vô nghĩa. Họ cãi nhau nhiều lần, những lúc mệt mỏi và tinh thần chán nản. Nhưng họ đã vượt qua những giây phút ấy và nghiệm ra rằng họ phải gắn bó với nhau và không thể tách rời nhau được. Gần đất thánh, rời Serbia và trước khi vào Thổ Nhĩ Kỳ, họ đi qua Bulgaria. Họ hiểu rằng trước khi rời Paris, họ không thể vượt qua Syria vì chiến tranh. Họ phải gián đoạn cuộc hành trình bằng máy bay. Họ rời Adalia để đến Cộng hòa Bắc Síp, một phần của hòn đảo không được cộng đồng quốc tế công nhận và do người Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Sau đó họ lại lên đường để qua đảo và tiếp tục gõ cửa và mong đón nhận được những tấm lòng hiếu khách. Từ Larnaca, họ bay thẳng đến Tel Aviv. Họ đã đáp xuống phi trường cách Jerusalem chừng 40 cây số. 7 tháng đã trôi qua và mục tiêu cuối cùng của họ đã nằm trong tầm tay với. Có người đề nghị với họ đến thẳng núi Ô-liu ở phía đông mà tiến vào thành Jerusalem. Họ quyết định đi bộ thêm vài ngày nữa vòng quanh Jerusalem từ phía nam. Họ đã đến Bethlehem. Hai cô nói lên ý nghĩa của chuyến đi vòng vòng này vì họ muốn đi lại các dấu chân của Chúa Kitô, và đây cũng là mục tiêu của cuộc hành hương này. Camille và Willemette đã đi được 215 ngày. Trung bình mỗi ngày họ đi từ 25 đến 30 cây số. Lâu lâu họ phải nghỉ một vài ngày, nghỉ để dưỡng sức. Việc leo lên núi Ô-liu đến từ phía đông không dài lắm, nhưng độ dốc sẽ làm cho cuộc đi bộ mệt mỏi. Họ chưa nhìn thấy Jerusalem, nhưng họ đã chuẩn bị những cảm xúc và tâm tình cho những giây phút đầu tiên này trong nhiều tuần qua. Chưa ai trong họ đã đến thăm thánh địa. Họ đi từ nhà nguyện Chúa lên trời, tiến về núi Ô-liu, đi qua các nhà thờ Hồi giáo để đến nhà thờ nơi Chúa dạy kinh lạy cha và
Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi. Trong khu vườn của trường Kinh Thánh, họ ngủ trong một ngôi nhà nhỏ mà các tu sĩ dòng Đa Minh dành cho họ. Kể từ ngày khởi hành từ Paris, họ chưa bao giờ ngủ ngoài trời. Dòng Đa Minh đã chăm sóc họ trong 10 ngày. Họ rất hạnh phúc và chan hòa niềm. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.